Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn một số những cái bể đá cực đẹp luôn tại không gian vườn cảnh ông Nguyễn Được, Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Những cuốn trước chúng ta đã được xem tất cả những cái hàng chậu đôn xuất xứ từ Trung Quốc. Bây giờ chúng ta thưởng thức những cái bể đá mà rất hiếm gặp trên làng chơi chúng ta. Tôi giới thiệu với các bạn, đó là một cái bể đá lá sen. Trước ống kính chúng ta là một cái bể đá hình lá sen. Đây là cái cuống của cái lá sen này. Và toàn bộ cái lá sen được biểu hiện bằng hình dáng của cái bể đá, rất là độc đáo. Tôi đi rất nhiều nơi rồi, tôi chưa gặp một cái bể đá lá sen bao giờ hết. Đây là cái đầu tiên nhất trong ống kính Hương Sắc Đỗ Sinh, lần đầu giới thiệu với các bạn. Đẹp quá. Anh Được ơi, cái này có thể cho biết được cái kích thước không? Chiều dài 1,5 m. Vâng, rộng cái điểm nhô cao nhất 70. Vâng. Thế có cái kích thước để anh em mình hình dung ra được mà. Vâng, phía dưới đang kê bằng hai cây cối đá. Đẹp quá. Tất cả những cái đường gân của cái lá sen là nổi bật lên hết. Đấy. Tức là đường gân của lá sen nổi lên cộng với cái cuống. Cái cuống thì nó là ấy, là ngày đường gân nó rất nhỏ, chỉ như này. Độc nhờ. Vâng, bây giờ ta quay sang mặt phía bên kia để soi các bạn cùng nhau thưởng thức một cái bể lá sen, bể đá đẹp như thế này. Vào đúng cái hàng ấy các bạn, vẫn cho nó lại mưa. Đây là vế sau. Mà cái màu của cái đá này tôi thấy nó độc đáo thế nhỉ. Cái màu sắc của đá này nó như màu kim loại không ạ? Quá đặc cấp. Vâng, chia tay với bể đá lá sen, chúng ta đến với một cái bể hình chữ nhật nữa. Đây, cái bể hình chữ nhật này để quan sát được cái họa tiết hoa văn bốn góc. Trước hết trên miệng bể này, được vê góc rất dày. Và đây là cái có chữ nho đây. Chữ nho đây. Cái này mà sát lá vào thì sẽ rất nổi đấy. Đấy. Đẹp quá.
Và còn đây là mặt trước đối diện này, chúng ta nhìn và chiếc bể này có chiều dài là 1m6 90. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu khoảng độ 5 cái bể đá các loại vườn cảnh ông Nguyễn Được để chúng ta thưởng thức. Và đây là tác phẩm xanh trên một cái bể mà chúng ta đang thưởng thức. Và tiếp đến một số những cái bể đá tầm nhỏ hơn. Những cái hình chữ nhật cỡ nhỏ đặt trên giá. Vâng, ngay phía dưới bóng dáng của những cây mít cổ thụ, một số những cái bể đá và chậu men Trung Quốc là những hình ảnh cuối cùng trong cuốn video này tôi muốn giới thiệu với các bạn.
Thế. Em đi chợ à? Đây là những gốc mít. Với những cái chậu đường kính 1,5 m, long phượng và lưỡng long chậu nguyệt thật là tuyệt vời. Như tôi đã giới thiệu ở cuốn video trước, giới thiệu về các đôn chậu Trung Quốc, thì đây anh em làng chơi mệnh danh cho ông là vua trên đất Hà Nội về những cái đôn chậu hàng Trung Quốc. Và Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.